thực hư thông tin nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long qua đời. Sự thật đằng sau. Mạng xã hội bất ngờ rầm rộ thông tin nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long qua đời. Thực hư thông tin khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Thời gian qua, một số nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt thường xuyên bị đưa vào các YouTuber hay các kênh truyền thông không chính thống đưa tin họ đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Cụ thể, tại đám tang của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đã có nhiều YouTuber tập trung để ghi lại khung cảnh nơi đây và đăng tải lên mạng xã hội. Đến dự tang lễ đồng nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long đã quyết định lên tiếng nói hết những điều bức xúc thời gian qua. Sau khi xác nhận, những người tập trung đông đúc trước đám tang của Thanh Kim Huệ đều là YouTuber, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long đã nhắn gửi họ đừng đưa những thông tin sai sự thật. Trong đó nam danh ca cho biết, thời gian gần đây, anh thường xuyên bị đồn rằng đã qua đời trên YouTube, khiến bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc và bị tổn thương. Những gì đưa lên YouTube phải đúng sự thật và chính xác. Đừng lên làm những điều không đúng sự thật, giống như không nên đưa tên Long vào YouTube để nói rằng Long đã ra đi. Bây giờ ai đưa lên thì Long cho biết. Nhưng như vậy là không được, sẽ tổn thương người bị đưa lên. Cộng đồng mạng cũng không còn tin tưởng vào những YouTuber của mình nữa. YouTuber là phải chân chính, phải đưa tin đúng sự thật. Cảm ơn mọi người, Kim Tự Long nói. Hôm nọ tôi còn bị đụng đầu, sưng một cục to đùng, may chưa vào viện, nghệ sĩ Kim Tự Long nói. Mới đây, trên kênh YouTube của con trai nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang ngồi ngâm chân trong nhà với vẻ mặt đầy đau đớn, Kim Tự Long nói. Bây giờ đã khuya rồi, nhưng tôi vẫn livestream cho đỡ buồn vì không ngủ được, chân tôi đang đau buốt quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Có lẽ do mấy bữa tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng. Mấy hôm trước tôi ăn chay, đầu bắp chầm chao, rồi mấy hôm sau lại ăn nhiều thịt bò. Chao với thịt bò làm bệnh gút lên cao quá, bây giờ chân tôi đau tới mức không đi nổi, đau không chịu được. Tôi sẽ cho mọi người xem, chân tôi sưng phù lên, mấy hôm nay cứ đi cả nhắc. Tôi phải ngồi ngâm nước nóng bùi nãy giờ cho chân dịu lại, chứ không thì đau lắm, chịu không được. Con trai Kim Tự Long nghe vậy liền lên tiếng, mọi người đừng ăn nhiều quá vào buổi tối, không sẽ bị giống như ba con, đau chân rồi không đi được. Kim Tự Long vội thanh minh, không phải tôi ăn tồi mà ăn những món làm cho lượng axit uric trong máu tăng cao dẫn đến bị gút. Bị đau như thế này tôi mới thương cậu Năm Thanh Tông, hồi xưa bị gút, lên sân khấu đi không nổi, lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút có nghiêm trọng mà đi cũng không được, giờ mới biết nó đau như thế nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.